Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin dẫn cho các anh chị và các bạn đi dọc theo sông Đồng Nai đến với hai dự án Vinhomes Grand Park quận 9 và Aqua City của Novaland. Vinhomes Grand Park quận 9 của Vingroup. Phía trước màn hình đó chính là khu nhà mẫu của dự án Nova Aqua City của Novaland. Hai đô thị phát triển dọc theo sông Đồng Nai, và sông Đồng Nai là một con sông rất là lớn. Vinhomes Grand Park với tổng diện tích là 271 hecta. Aqua City có rất là nhiều phân khu và tổng diện tích lên đến 1.000 hecta. Thì hai đô thị này cộng lại trong 5 năm tới, sau khi tất cả đi vào hoạt động, thì sự sầm uất nhộn nhịp bên cái dòng sông Đồng Nai này là một điều mà chúng ta có thể thấy được trong tương lai rất là ngắn, trong 5 năm thôi. Và Aqua City được phát triển theo mô hình khu đô thị sinh thái và có rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Còn bên Vinhomes Grand Park quận 9 đó chính là khu đô thị thông minh và có 71 tòa nhà chung cư và các khu nhà phố. Các khu nhà phố thấp tầng thì đang mở bán những cái căn biệt thự đơn lập, shop house, nhà phố liên kế. Các anh chị nào quan tâm hai cái dự án đại đô thị này, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram. Hai nguồn khách hàng của hai cái phân khu của hai dự án này hoàn toàn khác nhau. Dọc theo sông Đồng Nai của chúng ta sẽ phát triển rất là nhiều khu đô thị mới trong tương lai, và hầu như tất cả hạ tầng đều đã được quy hoạch sẵn và chỉ đợi ngày khởi công. Và đường phía trước của chúng ta đó là đường Hương Lộ 2, thì Hương Lộ 2 sẽ kết nối với cao tốc Long Thành, Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, và nếu sau này thì từ Aqua City đi vào khu trung tâm quận 2 hầu như có vẻ gần hơn so với Vinhomes Grand Park quận 9 khoảng vài phút. Từ phía sông Đồng Nai chúng ta có thể nhìn thấy qua được bên kia sông của Vinhomes Grand Park. Thì trong tương lai mình nghĩ là sẽ có những cái chuyến phà, chuyến đò ngang giữa hai khu đô thị rất lớn này. Hai khu đô thị này sẽ bổ trợ cho nhau những cái chức năng mà những cái khu đô thị này còn thiếu, để cùng nhau phát triển lên một cái tầm cao mới của thành phố phía Đông và tạo động lực phát triển cho cả vùng Đông Nam Bộ. Đây chính là động lực phát triển của cả khu. Nếu các anh chị nào cảm thấy kênh YouTube của Khoa hữu ích cho mình, hãy vui lòng đăng ký subscribe ở bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất mà Khoa chuẩn bị đăng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.